bắt đối tượng trộm ô tô chiều mùng 1 Tết. Lực lượng chức năng huyện Chim Hóa đã bắt giữ đối tượng trộm ô tô vào mùng 1 Tết. Ngày mùng 2 tháng 2, Công an huyện Chim Hóa, Tuyên Quang đã bắt giữ đối tượng HNV, sinh năm 2001, trú tại xã Xuân Quang, huyện Chim Hóa, tỉnh Tuyên Quang về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh minh họa. Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo của anh LNH, sinh năm 1999, trú tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chim Hóa tỉnh Tuyên Quang về việc bị mất cắp một chiếc ô tô tải. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, công an xác minh, bắt giữ HNV tại trụ sở công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.